Chiều nay tại sân bay quốc tế Nội Bài, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, thành viên Tổ công tác của Chính phủ về ngoại giao vaccine và đồng chí Hùng Ba, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam, đồng chủ trì lễ bàn giao 300.000 liều vaccine Verocell cho Bộ Quốc phòng Trung Quốc tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Tại lễ bàn giao, Đại sứ Hùng Ba cho biết, lô vaccine được Bộ Quốc phòng Trung Quốc hỗ trợ Bộ Quốc phòng Việt Nam lần này là tình cảm của quân đội Trung Quốc nói riêng, chính phủ Trung Quốc nói chung dành cho quân đội và nhân dân Việt Nam nhằm chia sẻ và hỗ trợ quân đội và nhân dân Việt Nam chiến thắng đại dịch COVID-19. Thay mặt Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thứ trưởng Hoàng Xuân Chiến cảm ơn sự hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Trung Quốc, khẳng định trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn tiếp tục có những diễn biến phức tạp trên phạm vi toàn cầu. Đây là món quà rất có ý nghĩa của quân đội Trung Quốc dành cho quân đội nhân dân Việt Nam, thể hiện tình hữu nghị, sự gắn bó, đoàn kết giữa hai quân đội nói riêng, giữa hai nước nói chung. Sau khi có kết quả kiểm định đạt tiêu chuẩn, chất lượng, số vaccine này sẽ được phân bổ về các cơ sở y tế đủ điều kiện tiêm chủng, ưu tiên tiêm cho lực lượng tham gia phòng chống dịch, đóng quân trong vùng dịch, làm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu. Verocell là vaccine đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO xếp vào danh sách sử dụng khẩn cấp và được chương trình COVAX mua để giúp các nước tiếp cận với vaccine một cách công bằng. Vaccine Verocell đã được cung cấp tới hơn 70 quốc gia, trong đó có các nước Đông Nam Á. Tăng cường hợp tác phòng chống dịch COVID-19 là ưu tiên trong hợp tác hai đảng, hai nhà nước và quân đội hai nước Trung Quốc và Việt Nam. Chúng tôi sẵn sàng tiếp tục tăng cường hợp tác chống dịch, trong đó có hợp tác vaccine với Việt Nam, theo nhu cầu của Việt Nam, đặc biệt là hợp tác với quân đội Việt Nam. Tháng 8 năm ngoái, Bộ Quốc phòng Trung Quốc cũng đã trao tặng Bộ Quốc phòng Việt Nam 200.000 liều vaccine Verocell.